Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 năm 2022 dự kiến vào cuối tháng 5 tới, mới đây các huyện Hậu Lộc, Yên Định, Thạch Thành và Nông Cống là những địa phương tiếp theo tổ chức thành công chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hậu Lộc năm 2022 thực sự là ngày hội thể thao toàn dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và là dịp để biểu dương lực lượng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời là hoạt động thiết thực hướng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hậu Lộc năm nay có 400 vận động viên đến từ 31 đoàn thuộc các xã, thị trấn, trường học, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện. Đây là những hạt nhân nổi bật xuất sắc được tuyển chọn qua các cấp cơ sở. 4 môn được tổ chức trong đại hội gồm cờ vua, cầu lông, cờ tướng, điền kinh. Qua đại hội, huyện Hậu Lộc sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu Đại hội Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 năm 2022. Huyện Yên Định cũng đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Đây là ngày hội thể thao lớn nhất của huyện và là dịp biểu dương lực lượng, tinh thần, ý chí, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện, qua đó thúc đẩy sâu rộng về cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đến mọi tầng lớp nhân dân. Đại hội Thể dục Thể thao là sân chơi lành mạnh, bổ ích và là dịp để những vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Tham gia đại hội lần này của huyện Yên Định có 350 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, 4 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện, tranh tài ở các môn điền kinh, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền nam, việt dã. Đây đều là những môn thể thao thế mạnh của huyện Yên Định. Hiện lực lượng vận động viên của huyện Yên Định cũng đã sẵn sàng cho đại hội thể thao toàn tỉnh sắp tới. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thạch Thành thực sự là ngày hội tranh tài của những vận động viên, qua đó khẳng định vị thế của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn toàn huyện, đồng thời tuyển chọn và bổ sung các vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn tỉnh sắp tới. Được biết, tham gia Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thạch Thành lần này có 2.000 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, 4 trường trung học phổ thông và các đơn vị trên địa bàn, tranh tài ở 7 môn thi đấu chính thức gồm việt dã, điền kinh, cầu lông, cờ vua, bắn nỏ, kéo co, bóng chuyền. Đại hội là dịp để những người làm công tác thể thao của huyện Thạch Thành đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn toàn huyện, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm phong phú, đa dạng các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chào mừng lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2020, đón nhận huân chương lao động hạng 3. Huyện Nông Cống cũng đã tưng bừng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Hơn 2.000 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn huyện tham gia. Các vận động viên tranh tài ở các môn bóng đá nam, bóng chuyền nam, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, kéo co và việt dã. Không chỉ là thi đấu thể thao, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nông Cống lần này còn là cơ hội giao lưu, gắn kết đồng đội, là thành quả của việc rèn luyện sức khỏe và cảm nhận được giá trị cộng đồng và là cơ sở quan trọng để huyện Nông Cống tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao trên địa bàn toàn huyện, phấn đấu nâng cao thành tích tại Đại hội Thể thao toàn tỉnh sắp tới.